Và chào mừng các bạn đã đến với ngôi nhà mới của Hero Team. Hello và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với kênh Kairon nè. Mình nghĩ rằng là chắc là các bạn cũng đã mong chờ cái vlog này rất là lâu đúng không nào? Và ngày hôm nay chúng ta cuối cùng cũng có một cái vlog, đó chính là khám phá ngôi nhà mới của Hero Team và Hero. Hello. Nhưng mà mình nghĩ rằng là chắc là các bạn cũng đã mong chờ cái vlog, đó chính là nhà mới của Hero Team lâu lắm luôn rồi đúng không nào? Đúng, ngày hôm đúng. Nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá ngôi nhà mới và công ty mới của Hero Team sẽ như thế nào nha. Yeah. Ok các bạn ơi, và trước khi mà bắt đầu vào bên trong ngôi nhà của Hero Team, mình giới thiệu cho các bạn nha. Ở ngay đây của chúng ta là có một cái công viên các bạn à. Mình sẽ cho các bạn xem nhanh là công viên của chúng ta có cái gì. Mình thề luôn đó nha, đi qua nhà mới mà có cái công viên của nó đã hay đâu các bạn ơi. Bởi vì là buổi tối á, mình có thể kiểu như là mình chiêu chiêu gì đó ngay đây các bạn. Mình cũng đang đi bộ vậy, nó chiêu lắm. Nhưng mà hình như có vẻ như là chủ đề chính của chúng ta vẫn là khám phá nhà nha. Ok, chắc đi thôi. Ok các bạn ơi, và đây chính là ngôi nhà mới của Hero Team mà mình muốn giới thiệu cho các bạn nha. Ở trong cái chỗ này của chúng ta thì các bạn có thể thấy được là nó đã được nâng cấp lên rất là nhiều đúng không nào? Bởi vì là bọn mình đã chuyển tới một cái khu vực phải nói là nó khá là mới luôn đó mọi người. Và chắc chắn rằng là các bạn sẽ thấy là bọn mình sẽ quay rất là nhiều clip ở trong cái chỗ này, bởi vì là nó có rất là nhiều cảnh đẹp luôn á. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá công ty của Hero Media trước, sau đó là chúng ta sẽ khám phá nhà của các thành viên Hero Team nha. Let's go. Ok các bạn ơi, và đây chính là cổng công ty của bọn mình nha. Thì á, các bạn có thể thấy được là ở đây sử dụng một cái công nghệ gì đó, nhưng mà đại loại là phải có vân tay hoặc là mật khẩu mới vô được mọi người. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ sử dụng vân tay nè. Hold up, wait a minute. Trời ơi, cứu tôi ơi, cứu cuộc đời tôi ơi. À, đây vô được rồi các bạn ơi, dùng được. Ok các bạn ơi, và đây chính là cái sảnh của công ty của Hero Media. Đó các bạn thấy không, ở dưới đây sẽ là nơi mà bọn mình dùng để có thể gọi là tiếp khách nè. Ui đây có tủ lạnh nè, để mình xem ở đây có gì không ta. À, có một vài cái trái cây nữa các bạn ơi, chứ không có gì hết trơn hết đó. Và đặc biệt nữa là ở đây của chúng ta là sẽ có những cái cúp của Hero Team, ví dụ như là cúp Nemo nè, nút vàng Hero Team nè, và những cái giải thưởng mà Hero đã đạt được các bạn ơi. Và đặc biệt ở đây nữa là có cái TV nữa để chúng ta có thể ngồi coi phim các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên bên trên để xem thử coi là công ty của bọn mình như thế nào nha. Let's go. Ok mọi người ơi, và đây chính là cái phòng đầu tiên, đó chính là phòng của những bạn editor. Những bạn editor đó chính là những bạn mà sẽ ngồi chỉnh video này nè. Ví dụ như là các bạn đang chỉnh video này, bạn đó tên là Mẫn các bạn ạ. Ok, vào bên trong coi thử nha. Ta-da-da-da. Xin chào mọi người, đây chính là phòng editor cũng như là phòng làm việc của designer bên trong đây mọi người ạ. Xin chào mọi người, đây chính là anh Quân, đó, trưởng phòng designer. Thật ra là ở bên trong đây của bọn mình cũng đang mới chuyển qua mọi người, cho nên là nó còn rất là trống. Ở bên công ty cũ là nhiều đồ lắm, nhưng mà ở đây khá là trống. Nhưng mà mọi người xem sơ qua thôi nha. Bây giờ chúng ta sẽ lên phòng khác để cho mọi người cùng làm việc nhé. Các bạn có thấy bên trong đây là phòng gì không? Cái phòng này á, nhìn thôi là đã biết VIP rồi đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bên trong cái phòng này. Cái phòng này là một cái phòng rất là đặc biệt luôn của công ty bọn mình. Mọi người cũng xin vào thử nha. Ta-da-da-da. Xin chào mọi người, đây chính là phòng model 3D. Yeah. Hello. Nếu mà bạn nào mà đã từng xem qua những cái short animation của bọn mình, hoặc là những cái bộ phim hoạt hình Minecraft á, thì đây chính là công sức của những con người ngồi ở đây để làm ra những cái bộ phim hoạt hình đó nè mấy bạn. Đó. Trời ơi, mấy bạn có hiểu cái này là gì không? Chứ mình nhìn vô mình chả hiểu gì hết trơn đó. Còn đây chính là, đây là Mini World nè mọi người. Làm ra những cái sản phẩm như này thật sự rất là mất thời gian luôn á nha. Còn đây, xin chào mọi người, đây chính là anh Xuyên, trưởng phòng của chúng ta. Hello anh. Còn đây chính là Nam, còn bên kia tên là bạn Hùng, một bạn đã ở bên trong công ty bọn mình rất là lâu. Đây, thật ra là phòng này nó cũng giống vậy thôi, nó cũng khá là trống. Và bây giờ chúng ta sẽ lên tầng tiếp theo, thì thôi. Và phòng tiếp theo nữa đó chính là phòng của Simmy nha, ok. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào thử nha. Wow, phòng của Simmy là đã xong hết trơn luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi thử phòng của Simmy như thế nào nha. Wow, ở ngay đây á là nguyên một cái bức tường màu xanh luôn nè mọi người. Và còn có gấu bông ở đây nữa. Và đây chính là chỗ để đồ ăn của Sim. Và đây chính là bàn làm việc của Sim. Sim có thể giới thiệu về phòng của Sim được không? Nếu mà bạn nào không biết thì con gấu tuyết này chính là mình đã chỉ cho Sim mua. Mình cực thích bé gấu tuyết này, chứ này có gọi là một
xanh nè, bạn cho Sim đó. Ở đây á là Sim sẽ có mấy cái miếng dán gọi là cũng khá là dễ thương ở đây các bạn à. Và đây như các bạn biết là cái góc mà Sim sẽ để đồ cô té. Và đây chính là ở đây nào là có túi rồi sẽ có tủ rồi nhiều quá vậy. Nhìn dữ vậy. Và đây cái tủ này chính là cái tủ quyền lực của cái phòng này. Cái tủ này để được siêu nhiều đồ luôn mọi người ơi. Sim để được bao nhiêu bộ đồ trong đây vậy? Nói chung là gần 20 bộ đồ á. Wow, góc này chính là cái góc mà để gói bông của Simi các bạn ạ. Đây đây cái bảng này là mình làm cho Sim nè. Đó. Cách chân. Em rớt rồi. Giờ lấy bằng cách nào ta? Mình nghĩ là mình có thể ngồi trên đây luôn các bạn ơi. Bởi vì là phòng của Sim á là sẽ cao hơn phòng của mình, cho nên đó là cái view ở trên đây nó sẽ đẹp hơn là phòng của mình các bạn ạ. Ganh tị quá. Và đây sẽ là căn phòng mà các bạn đã mong chờ nhất ở trong video lần này, đó chính là phòng của mình. Ok các bạn ơi, và cuối cùng đó chính là căn phòng của mình nha. Và bây giờ để xem coi là căn phòng của mình á nó có khác gì so với lại căn phòng của trước đây hay không nha. Đầu tiên đó chính là một cái giá treo toàn là gấu bông không các bạn ơi. Ở đây á, đây chính là những cái con gấu bông mà mình đã sưu tập được, và những gấu bông của những bạn fan đã tặng mình thì mình sẽ để ở đây cũng như là trang trí coi như một lời cảm ơn nữa các bạn. Nhìn nó cũng gọi là giống cửa hàng bán gấu bông dễ sợ ha. Ok, ở đây á thì mình có một cái cây đàn này thì mình mua dùng chơi thôi các bạn, chứ cũng không biết đánh lắm. Nhưng mà ở bên dưới đây của chúng ta là sẽ có một cái chú thỏ các bạn ơi. Chú thỏ này là một chú thỏ màu xanh nha. Ê, cái này nhìn nó hơi bị giống Simi hoặc là Phong Cận luôn các bạn ơi. Nhưng mà tại vì mình thích cái gọi là cái kích thước và cái kết cấu của cái này cho nên mình mới để nó ở đây. Và tiếp theo nữa đó chính là cây đàn guitar điện. Nó bị gãy dây rồi. Cái cây này thì mình mua về để làm màu thôi, chứ thực ra là mình cũng không có biết đánh lắm. Buồn cười quá. Ok, và đó chính là cái góc gọi là để mình có thể quay clip tại đây nha. Và tiếp theo qua bên đây nữa, ở trên đây sẽ là những cái khối Minecraft. Và sẽ có một cái bức tượng của một chú thỏ này, có Transformer. Và đây chính là điều đặc biệt nhất các bạn à. Các bạn có thấy đây là cái gì không? Giới thiệu với các bạn, đây chính là cái máy chơi game. Không biết rằng là tuổi thơ của bạn nào đã từng chơi cái máy này chưa ta? Chứ còn tuổi thơ của mình là đã từng chơi cái máy này rồi nha. Ở trong đây á là có rất là nhiều game để chúng ta chơi luôn á. Và đây nó có chữ Kairon luôn nè các bạn. Các bạn có thấy không? Nó có chữ Kairon ở trên đây luôn nha. Và để mà chơi được cái game này á thì một tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chơi nha. Nhưng mà ở bên đây sẽ là một cái màn hình phụ để mình có thể quay clip và cho các bạn xem. Và đây, xin giới thiệu các bạn. Xin giới thiệu với lại mấy má, đây chính là cái sofa giường. Đây chính là cái sofa giường của mình nha các bạn. Sofa giường này á là mình nằm ở đây để mình ngủ các bạn. Nếu mà mình để cái giường vô đây á thì hiện ra là nó cũng hơi chật các bạn. Cho nên là mình quyết định là sẽ đầu tư một cái sofa giường ở đây, tính ra cũng chill luôn các bạn. Ở đây còn có sách nữa để đọc sách rồi đó. Wow. Và ở đây sẽ là một cái chỗ để mình có thể ngồi ngắm ban công. Chiều quá. Rồi ok, và cuối cùng đó chính là chiếc tivi của mình. Ta-da-da-da. Đây chính là cái tivi để mình có thể nằm ở đây và xem phim mỗi buổi tối đó các bạn. Mình sẽ bật lên cho các bạn xem thử nha. Ok, mình sẽ thử mở một cái tivi của mình thì nói chung là cũng không được xịn như Phong Cận đâu các bạn, cho nên là các bạn đừng có ấy nhờ. Later. Vâng, và đây chính là cái tivi của chúng ta. Đấy, mỗi lần mà các bạn suy nghĩ đi, đứng ở đây mà chúng ta ngắm cảnh, đứng đây mà chúng ta buổi tối coi phim rồi sau đó ngồi đây để coi phim. Sao mình lại lặp lại nha. Nhưng nói chung là nó khá là chill nha các bạn ơi. Ok. Và ở bên ngoài đây chính là cái ban công. Thì nếu mà bạn nào mà đã có theo dõi thì các bạn sẽ biết được là cái ban công của mình, như là ban công của Phong, là nó là sử dụng chung các bạn à. Và mình có thể đi qua bên phòng của Phong Cận bất cứ lúc nào luôn nha, nhưng mà mình sẽ không làm như vậy đâu. Tân 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 tân. Wow, các bạn thấy không? Đây chính là khung cảnh ban công của chúng ta các bạn à. Và thực sự là nó khá là chill á các bạn. Ở đây hôm ngày hôm nay của chúng ta còn có mặt trăng nữa nha mọi người. Mình thật sự là khá là thích trăng luôn á, ngày hôm nay còn có mặt trăng nữa. Ok. Đấy, nói chung là phòng của mình chỉ có vậy thôi. Chill thực sự. Ok các bạn ơi, và quay trở lại góc gaming của mình nha. Thì đây, xin giới thiệu các bạn, trong đây có rất là nhiều trò chơi luôn nè. Ok Sim ơi, Sim hồi nhỏ có hay chơi cái game này không? Không. Ủa nhớ Sim không chơi game này hả? Không, Sim chơi mấy cái chỗ đeo mà. Ok, và đây các bạn có thể thấy được là chúng ta có xu ở đây rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ lấy một cái xu bất kỳ. Đây, Sim đưa xu cho Kai. Và sau đó là mình sẽ bỏ bên dưới đây. Ok, và bây giờ là mình có thể chọn game được rồi nè các bạn. Đó, ghê chưa? Trời, ghê chưa? Bây giờ tôi sẽ thử chọn một cái game đánh nhau, một cái game Street Fighter cho các bạn xem thử nha. Let's go. Vô thôi nào, vô, ok.
Thực ra là cái này chúng ta có thể chơi hai người luôn nha mọi người ơi, nhưng mà bây giờ mình sẽ gọi là đánh thử cho các bạn coi. Let's go. Ok, và mình là nhân vật bên trái nha. Một, hai. Này thì đánh, này thì đánh à. Ây da, trời ơi, sao nó đánh mạnh quá vậy. Này thì đánh. Ây da, này thì đánh. Tung ra combo. Đây, các bạn coi mình phải vô chiêu nè. Mấy ông coi tôi nè. Mình ý ơi. Đá nè. Ui, sao thằng này nó mạnh quá à. Vậy đó, ừ. Và đó chính là căn phòng của mình nha các bạn ơi. Đó, tổng quan căn phòng của mình nó sẽ như vậy nè. Đấy, nếu mà bạn nào mà thích phòng của mình á thì đừng quên là hãy like video này cũng như là bình luận bên dưới nha. Và các bạn có 3 giây để thực hiện điều này. 3, 2, 1. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ á, vẫn chưa kết thúc video đâu. Chúng ta sẽ đến với tiết mục cuối, đó chính là ăn thịt nướng. Let's go. Đây chính là cái dĩa rau của mình. Cái dĩa rau nhìn hơi lạ nha, nhưng mà đây chính là thịt bò nè. Đấy, ok. Và đây chính là tất cả những món ăn mà mình đã chuẩn bị sẵn. Và bây giờ mình sẽ nướng thịt thôi. Xem ơi. Xem nghe cái nói hả? Gì đầu tiên sẽ là bơ. Bạn thấy mấy cái đèn vàng đằng sau không? Cũng chiều đúng không? Ok. Tôi chưa bao giờ làm mà tôi biết sơ sơ mọi người. Wow. Thì ra Sim chính là một người con gái là đảm đang mấy bạn à. Vậy mà mình cũng không biết nữa. Wow. Mọi người ơi, mọi người có thấy là bây giờ là nó đang rất là nóng luôn không? Oh my gosh, bây giờ mình sẽ đảo nó lại nha. Nó chín nè. Wow, cái mùi bơ của nó thơm thực sự luôn á mọi người. Ok, hiện tại là Sim đang đi lấy đồ các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lấy cái kéo. Mình sẽ cắt thịt. Kia thì Simi đang nướng, còn bên này của mình thì đang làm cơm chiên nha mọi người ơi. Trời ơi, tính ra cái này nó hơi bị tiện dụng luôn nha. Ấm áp quá. Giới thiệu với mọi người, đây chính là món cơm bò. Đó, đây chính là món cơm bò mà bọn mình vừa mới làm nha. Wow, các bạn ơi, bọn mình đang ăn thì có một người cũng đã tham gia vào nhập tiệc rồi. Đó chính là Sammy.